Chào bạn đến với shop hero.vn, nơi bán những mặt hàng về Hero Team, Minecraft, Mini World và Roblox, và còn rất nhiều mặt hàng hấp dẫn khác đang chờ đó các bạn. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đến với shop hero.vn để mang cả thế giới đồ chơi vào nhà bạn. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đây, mọi người ơi, hãy nhìn đi, nhìn cái nhà của Sam đi, đây có phải là nhà của tôi không vậy? Mới mấy ngày gọi là gì ta không quay clip thôi mà, mới mấy ngày không dọn dẹp thôi mà, cái gì vậy? Trời ơi trời, ai đây? Không thể nào được, mọi người ơi, tôi không thể nào bừa như thế này được, trời đất ơi, để quay thủ phạm là ai mà dám xa rác cái nhà tôi vậy? Alo, trời đất ơi, để xem thủ phạm đâu, thủ phạm. Ủa? Rồi, đến trường rất vui, sắp đến đây, về nhà rất vui, mẹ mua cho ao mới nha, ai cũng vui mừng ghê. Ngậm. Trời ơi trời, cái gì vậy? Hôm nay em đã lớn muốn đi thăm ông bà. Trời ơi trời, em nội em, dừng lại, xì tóp lại cái gì? Á, trời ơi trời, ăn dưa hấu mà nhổ hạt tùm lum tùm na, trời đất ơi, mất vệ sinh công cộng chưa kìa. Trời ơi, em đừng nói tôi là ông ở nhà tôi nha, ông kia, ông có hiểu tiếng tôi không vậy? Trời đất ơi, sau mấy ngày không gặp lại ông, sao nhìn ông vậy? Vừa béo vừa lùn giống xưa vậy, không có khác lừa biệt gì hết trơn vậy? Trời ơi trời, gì? Bà nói vậy là bà xúc phạm tôi nha. Chứ sao ông nội, trời, 6 ngày không quay clip. Ui vậy? Ủa hello Sam. Trời đất ơi. Gì? Trời đất ơi, cái gì mà em đứng đầu làng mà bây giờ nghe cái nhà gì nổ lung tùm la gì trời. Trời đất ơi, tôi nói nè hai người. Sam ơi, người cần chơi chơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, thấy em thấy không? Em hiểu không? Hiểu lý do nhà chị sao chưa? Lý do cái nhà chị như cái chuồng lợn, tại vì nhà chị có một con lợn kìa, xem thấy không? Một con lợn đang ăn với hổ đang phụt kìa. Trời ơi, đó là cái gì? Cái chuồng lợn. Nè nha, ông nghe ông quá đáng vừa thôi nha. Trời. Đây là cái nhà của tôi nha, không phải ông ở đâu ông làm gì làm nha ông nội, đúng không? Nhà tôi nhớ không cần tivi chứ đâu phải là heo lợn tivi đâu mà xả rác tùm lum vậy hả? Trời ơi. Gì? Anh là nhà này là nhà của Sammy, là nhà của bạn gái tôi muốn làm gì làm kệ tôi chứ. Nhầm. Cái gì cũng đúng. Thì đây là nhà gì ta của gì được, nhà của chị cũng là của Phong mà, thì ủa ở đâu ra? Đúng rồi. Trời đất ơi, gì tào lao vậy? Trời đất ơi, tào lao, nhưng là đây là nhà của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi, có nghĩa là ông không được vô nhà tôi vậy, ông chưa có sự cho phép của tôi, đúng không hả? Đúng rồi, Sam nói đúng rồi. Thấy trời đất ơi, đây là nhà của Sam mà, thuộc quyền sở hữu Sam, phải nghe lời Sam chứ. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà bây giờ cần gì phải có sự cho phép? Ủa, tôi là người quen, là bạn trai luôn mà, cần gì phải có sự cho phép? Nhà của Sam cũng giống như là nhà của tôi rồi, đúng không Sam? Cũng đúng. Trời ơi, Sam ơi, Sam ba phải giữ em. Trời đất ơi, trời khổ em, nhưng mà không quan trọng, quan trọng là cái nhà này của tôi. Sam ăn dưa hấu không? Thấy chưa? Trời ơi, hai cái người kia. Hay là có xà rác được không? Trời đất ơi, thôi dễ hết, dễ giùm tôi cái đây. Trời đất ơi, rồi thôi bây giờ xin về nhà đi xem. Bây giờ tôi voi xì ông về nhà đi. Tôi không cho ông ở nhà, tôi không thể nào chấp nhận một người bạn trai vừa mập như heo mà còn vừa ơi bẩn nữa, hiểu không? Không có chuyện như vậy, hiểu không? Nói gì cơ? Bạn có thể nói tôi là ở dơ như thế nào cũng được, nhưng bà không được nói tôi mập nghe chưa? Ủa chứ ông mập với ai mập nữa, mà mập với con heo đó kìa. Thôi về nhà đi, về nhà sống với con heo của ông đây, tôi không sống với ông nữa, về nhà. Tiếp đi. Trời ơi, cái gì vậy Sim? Gì không chuyện gì vậy, về nhà đi bà nội. Tôi lấy cái dĩa, tôi đập vô đầu Sim. Trời ơi trời. Thôi về nhà đi em, không có vô nhà tôi nữa. Trời đất ơi, sắp đến Tết rồi mà cái nhà bẩn như cái chuồng heo là tôi tức dễ sợ luôn mọi người. Trời ơi, tức lên máu luôn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, giang hồ á kìa. Trời ơi, sau mấy ngày quá trời đất luôn mấy bạn ơi. Trời đất ơi, mấy bạn lâu lắm rồi chưa đăng lý cho mấy bạn. Mấy bạn chắc nhớ xa lắm đúng không? Trời ơi, nguyên một tuần luôn mọi người ơi. Tại biết sao không? Sam về nhà từ bên Sài Gòn bay về mệt lắm mọi người, không có sức lực nữa. Bây giờ sau một tuần Sam mới đăng clip. Trời thôi mấy bạn thông cảm giúp Sam nha, tại vì là Sam phải nghỉ ngơi, mọi người thông cảm nha. Đó, và chính vì thế, nếu các bạn thương Sam hơn nữa khi xem video của Sam thì các bạn đừng quên cho Sam một like và share cho mình, và nếu bạn thương Sam nhiều hơn nữa, đừng quên xem video quảng cáo cho Sam từ 5 đến 10 video giúp Sam có số tiền nhỏ nhỏ mọi người ơi, ok nha. Rồi bây giờ dọn dẹp thôi mọi người ơi, bây giờ nói nhiều là nhà càng bẩn không mọi người. Tôi khổ quá mà, trời ơi, trong này tôi chỉ làm ô xin thôi đúng không, trời ơi vẫn làm ô xin, buồn quá. Cố lên đây. Trời ơi, xong rồi mọi người ơi, quá trời. Ai vậy? Sammy ơi, trời ơi, tôi nói rồi, tôi nói ông rồi là tôi không muốn gặp ông nữa, cái đồ đáng ghét phá nhà tôi.
tôi xong rồi qua đây là phá chữ phá cái gì mày đặt tặng quà đồ hoa nhìn cái mặt mày ấy trời ơi cái gì vậy tặng gì đây tặng người tuyết trong sắp tết mà tặng người tuyết hả trời ơi trời cái ông này không đâu có ai là tặng người tuyết ấy. Ủa tôi bắn tôi mày mà bắn người tôi không vậy? Cái gì cây vậy? Nè, tôi nói bà nghe à, đâu có ai mà tặng người tuyết. Con người tuyết là thú cưng mới của tôi. Đây hôm nay tôi mang quà qua cho bà đợi xíu. Đây, quà. Trời đây. Ơi trời lớn rồi còn tặng tôi búp bê đồ mà búp bê đẹp không ở đây là con gì nó xú mắt vậy màu vàng vậy? Ôi. Ào ào. Lớn rồi ai mà còn tặng búp bê? À. Đó bà thấy không, nó quay quả nhìn tôi kìa thấy không đó. Vậy con gì đây? Nó chuyển động chưa? Có con búp bê nào biết chuyển động như thế này không? Đó. Trời ơi, bây giờ ông có tặng tôi búp bê hay tặng tôi con gì đó tôi cũng không thèm đâu. Đừng có tưởng là mấy con này làm tôi bất giận nha. Không có thèm. Ủa? Vậy hả? Không có giận. Buồn quá ta. Tại vì á tôi tính tặng cái con này nè. Cái con này á nó vừa biết làm việc nhà nè, nó còn biết gọi là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn nè, đó chùi toilet tùm lum la, nói chung là nó giỏi lắm vậy mà không nhận thôi về. Không nói gì. Con này dọn dẹp nhà, trời lau cửa các kiểu là nó làm tất cả mọi thứ về việc nhà giúp tôi hả? Trời trời, thật không? Đúng rồi. Cái con này á nó có tên là robot. Nó tên của nó là vậy á. Cái tên gì mà nghe sao khó hiểu vậy? Cái tên gì dễ dàng thôi, đặt nó tên ngắn thôi, đặt tên dài sao tôi nhớ được? Ôi. Không, bà phải đọc đúng tên của nó. Bà giờ nha, bà muốn nhờ nó làm việc nhà đúng không? Bà phải đọc đúng tên của nó. Ê, robot. Đó. Sao tôi biết được vậy bây giờ? Ê, robot. Ủa vậy hả? Ôi ơi. Thôi bây giờ thôi mệt quá. Bây giờ bà muốn đặt tên cho nó là gì kệ bà. Nhưng mà nói chung á, cái sao? Con này là một cái con robot mà nó có thể sao chép được bất cứ thứ gì và nó sẽ biến thành thứ đó được luôn. Trời ơi trời, gì xinh dữ vậy? Vừa giúp việc nhà còn sao chép được luôn à, hay dữ vậy? Bây giờ tôi muốn con robot mà biến thành tôi được không? Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi có cái nút nào không? Sao? Nè, đằng sau bà thấy ở trên ngực của nó không? Nó có cái nút kìa. Bây giờ bà bấm vô cái nút đó thì nó sẽ nhìn bà, sẽ copy người của bà. Rồi à. Ok, tôi bấm nha. Còn cái nút đằng sau lưng hả? À, còn hai cái nút y chang rồi, tôi nhấn nút trước ngực nè. Để xíu. Gì vậy? Con heo ra ngoài á, thôi nhìn thấy heo biến thành heo luôn vậy. Sao lại heo? Ờ, hợp lý hợp lý. Chuyện đó con heo nhiều chuyện này. Trời ơi trời ơi, ok nhấn cái nút nè. Rồi. Bây giờ biến hình giống tôi nha. Trời đất ơi, trời băng ơi, nhấn cái nút cả y chang tôi luôn nè. Hay dữ vậy? Trời ơi, xinh xò con mở cười quá. Ui, em bây giờ biết nói chuyện tôi không? Nhận là, tôi không nhận ra ai là ai luôn. Đâu, trời ơi, trời ơi, xì luôn phải không? Không khác một cọng tóc luôn phải không? Trời ơi, trời gì mà copy bớt dữ vậy ta? Trời ơi, trời em bây giờ tôi đặt tên sao? Đặt tên sao đây? Bây giờ mình làm sao để tôi đặt tên đây? Bây giờ là Sammy, tên là Sammy đúng không? Vậy đặt tên cho con này là... Sammy fake đi. Sammy đi. Gì vậy? Xám mì ngay ghê quá à. Bây giờ tôi là Sammy real, còn đây là Sammy fake được không? Đây là Sammy thật, đây là Sammy giả. Đó hiểu không? Đó là Sammy giả nè. Trời ơi, tự nhiên không đặt tên cho người ta là Sammy giả, nghe tội nghiệp người ta quá à. Bà đặt cái tên nào dễ thương xíu đi. Rồi bây giờ tôi là Sammy, còn bên này là gì ta? Sam được không? Đó, cắt cho mi không? Thôi đặt Sam tên không? Cho nó là xi măng đi. Vậy trời trời, tôi đặt tôi tên là xi măng. Trời trời, dễ sợ luôn à. Không sao, tên nó cũng dễ thương mà đúng không? Xi măng, nó màu xám là xi măng, hợp lý. Ủa mà con này nó biết nói chuyện không? Chứ không lẽ bây giờ tôi Sammy dùng và xi măng. Không lẽ bây giờ tôi dùng ký hiệu ngôn ngữ bằng tay sao tôi biết được? Đúng không? Giờ sao? Nó biết nói chứ. Mà nó biết nói mà. Đây tôi cài nút cho. Ai nói mày? Rồi. Hello. Xin chào. Ủa, nó biết nói kìa, xịn quá trời luôn ha. Trời ơi trời, vậy thôi được rồi, cảm ơn Phong nhiều nha. Rồi bây giờ tôi đã có một người giúp việc y chang tôi bây giờ. Ủa mà từ, ủa tôi dọn hết nhà cửa rồi, bây giờ để con này tới làm chi vậy? Trời ơi, phí không? Trời ơi trời, khổ ghê luôn mà. Sao không chưa sớm sớm? Bây giờ bà, ok vậy thôi được rồi, để tôi đem con heo vô nhà cho nó ị đầy nhà bà. Ê, dẹp, nhà tôi mới dọn thôi. Ủa? Bà ơn bước ra. Thôi bây giờ tôi nhờ con người máy này gì ta, nó ăn cho tôi ăn được đúng không? Hả? Mà muốn nó làm gì làm mà thôi, tôi dẫn hai thú cưng tôi đi chơi đây, tạm biệt. Bye bye nha, cảm ơn nghe. Rồi bây giờ đã có hoặc là gì ta, người máy giúp việc Sabi đào, bây giờ mình phải làm gì ta? Thôi bây giờ đã có người máy này rồi, mình sẽ đem đi khoe khắp làng khắp xóm. Trời đất ơi, ai cũng sẽ ngưỡng mộ mình vì có một con người máy cực kỳ giống mình luôn mọi người ơi. Trời ơi, chắc cả người rất là sốc luôn. Đây đi theo tôi nè, người máy gọi là xi măng ơi đi theo tôi nha. Ok, rồi ok, trời ơi, người máy đúng kịp lời ấy, mọi người ấy, gật vét luôn á. Rồi đây, đi theo tôi. Đó, bây giờ mình đi khoe với ai ta? Ông này ra đây. Mình đi khoe với Jimmy mà thấy hai Sammy ta làm Jimmy cũng sợ luôn á. Hello, Sam. Hello.
Xin chào buổi sáng. Xin chào. Xin chào. Hi. Xin chào. Xin chào. Cái gì mà có hai Sammy luôn vậy? Ui ghê vậy, hai người là ba hả? Ui. Ui. Ê, ai ai là Sammy thật? Ai là Sammy giả vậy? Chạy ơi. Mấy cái này là về là giả giả mạo á, chạy chạy mới mới chạy. Trời đất ơi, cái gì vậy? Về bỏ. Về bỏ mạng chạy là người luôn vậy? Trời trời, qua xe lui, qua xe lui nói cho nghe nè. Trời ơi, trời thấy chưa? Nhìn cái làn sóng tôi biết mà ai cũng sợ tôi hết á. Ủa cái gì mà có hai Sammy lẫn vậy? Trời đất ơi là trời. Từ từ bình tĩnh cái gì nói nè, xin tự giới thiệu với em, chị là Sammy, còn bên cạnh chị là Xi Măng. Té đen đó, đây bạn Xi Măng. Xi Măng đúng rồi. À, thấy không bạn Xi Măng, thấy không? Ủa mà em biết Xi Măng mèo Xi Măng đó. Vừa xịn chưa, xịn chưa luôn. Đây đây là bàn robot thì không, bàn robot Xi Măng y chang chị, công dụng là để dọn dẹp nhà hiểu không, phong cận tặng gì đó, người giúp việc đó Xi Măng ơi, ghê không à chị. Tặng robot giúp việc sao? Đúng rồi, nó đẹp không? Y chang chị luôn, nhìn tưởng hai chị em sanh đôi luôn. Thôi trời dữ không? Để ta ra ba chị em sanh đôi luôn á. Em còn là người sanh đôi với chị luôn á. Đúng thần vậy trời. Đẹp không? Ghen tì không? Bây giờ nha, y chang vậy luôn. Bây giờ chị sẽ gọi là biểu diễn ảo thuật nha. Đây bây giờ có mấy cọng cỏ không? Cho mấy cọng cỏ đi. Đây, có rác không? Nhà có rác không? Nhà có rác không? Đây, rồi, bây giờ chị em ví dụ nha. Đâu? Bây giờ em có mấy cái cục hoài lá gì của Phong nhổ cho mặt em nè. Đây, hả? Giờ em dứt đi, đó em dứt lộn xộn đây rồi. Nhìn nha, chị nói một câu cái là người giúp việc, chị nói một câu là dọn sạch luôn. Tin không? Tin không? Một câu thôi. Rồi, không tin hả? Rồi, ok em. Người giúp việc Xi Măng. Nghe rõ trả lời. Người giúp việc, chị giúp việc. Rồi, còn hết chưa? Bây giờ ngươi hãy dọn mấy cái hạt gì ta, màu đỏ, màu xanh, màu nâu cho ta đi. Rồi, dọn cho màu một nốt nhạc, dọn. Dọn liền. Đã nhận lệnh. Đây. Sao thì lâu dữ rồi trời. Thì lâu giọng thôi đó, thấy chưa? Một phát luôn, thấy chưa? Thôi à, rồi. Là trời. Thấy chưa? Dữ chỉ cần một câu nói của chị thôi là dọn phăng phát liền, thấy chưa? Xịn chưa? Ghen tị không? Ủa, mà dọn rác có làm bánh được không? Thôi, cái gì cũng được hết rồi ông thôi, nhưng bây giờ chị khoe thôi chứ không có làm bánh đâu nghe. Trời bây giờ chị phải giận người máy chị khoe. Trời ơi, đâu có dễ vậy. Trời ơi, xịn cho xịn cho. Trời ơi, tỉnh nhờ người máy chị làm 100 cái bánh để em bán cho ngày mai. Trời ơi, dễ sợ cho Simmy, đúng là thời cơ luôn mọi người, khiếp chưa? Nhưng mà thôi, khoe ăn này thôi, thấy xịn không? Xịn không? Ghen tị không? Ok, tạm biệt bạn người máy Xi Măng nha. Rồi thôi, bây giờ hai tụi mình đi mai được không Xi Măng? Đi không? Trời ơi, bạn này nói chuyện nghe mệt dễ sợ luôn. Nói một câu xong rồi 8 tiếng sau mới nói. Trời ơi, trời ơi, không biết. Trả lời chậm lắm nhưng mà làm việc nhanh. Có cái đúng không? Có cái khuyết điểm là trả lời hơi chậm mọi người. Bây giờ phải có cái dầu nhớt này đây. Uống dầu nhớt cho bạn. Đó, uống vô. Đó, rồi, trả lời nhanh chưa? Rồi, bây giờ hỏi lại nè. Bây giờ tụi mình đi mai nha. Sao cũng như nhau vậy? Thôi kệ đi, không sao. Kệ đi, không sao. Kệ đi. Thôi bây giờ đi mai nè, đi mai tôi, đeo tôi nè. Tặng cho bình xanh nè, tặng cho bình xăng nè. Mới còn cái gì còn cứu chữa. Rồi ok, bye Sim nha, cảm ơn nha. Trời đất ơi, trời bye bye. Thôi đi mai thôi mọi người ơi. Trời ơi, hạnh diện gì đâu luôn. Tự nhiên có người y chang, mình luôn thích dễ sợ luôn à. Đi mai thôi, đi mai. Ui, trúng mánh rồi mọi người ơi, trúng mánh, hôm nay gặp được kim cương. Ồ, thấy chưa, cái hang này quá trời là hợp lý mọi người ông. Tay nó mát là đào, nó dễ dàng mọi người ơi, đó thấy chưa. Ồ, đây mấy cục đây, để coi. Ui, mấy cục đây. 6 cục, trời ơi, thần tài đến mọi người ơi. Ok, hình như trong cái hang này còn rất nhiều kim cương mọi người. Bây giờ mình phải lên mình cất kim cương đó. Đó, đó, trên này có một trợ thủ rất là đắc lực của mình, đó chính là Xi Măng. Hello Xi Măng. Đây, đó, mình có quá trời đồ luôn nè. Đây, mình cất đây nha mọi người. Đây, Xi Măng ơi, nhớ trông cho tôi kim cương này nha. Kim cương này tôi gọi là gì ta, tôi đào mệt lắm đó, nhớ canh đây nha. Được không? Rồi ok, rồi bây giờ trên này thì đã có Xi Măng canh cho mình nên mình không còn sợ giết nữa mọi người ơi. Đó bây giờ tôi xuống tôi đào mọi người ơi. Thôi đứng đây canh nghe, tôi xuống tôi đào thêm kim cương, có nhiều kim cương nữa tôi sẽ về tôi mua đồ cho bà ăn luôn nha. Ủa mà từ robot ăn gì ta? À quên, robot ăn dầu nhớt. Trời ơi, đơn giản có gì đâu, đứng đây canh nghe. Thôi xuống xuống, bye bye. Rồi. Sam ơi, Sam đâu rồi? Suốt ngày Phong nhớ Sam. Sam ơi, Sam đâu rồi? Ủa trời, Sammy đâu mất tiêu ta? Sáng giờ hát muốn khen cả tiếng luôn, tắt tiếng luôn, không thấy Sam nữa vậy. Sam ơi, trời, chẳng lẽ Sammy còn giận mình hả ta? Rõ ràng hồi sáng nay mình có tặng cho Sam rồi, con robot giúp việc nhà mà, vậy mà vẫn còn giận nữa. Hát từ sáng giờ gọi sáng giờ không thấy đâu luôn.
Sammy đâu rồi ta? À, thấy rồi, hình như Sammy ở bên kia. Sammy ơi, Sammy ơi. Ai, trời ơi, tưởng cái hang nhiều còn nhiều kim cương lắm mọi người ơi, sao bây giờ tìm không ra ta? Quá trời luôn, không tìm thấy luôn. Trời ơi, thấy chưa, vừa nói không thấy kim cương cái là có kim cương liền. Trời ơi, trời đúng là trời đổ. Mọi người thấy cái tay nó mát gì đâu luôn, sắp đừng thế rồi mọi người ơi. Mà hen kiểu này chắc chắn là thần tài đến mọi người ơi. Trời ơi, chính vì thế các bạn đừng quên nha, xem ngang đoạn này cho Sam nhẹ nút like, nút xem, nút comment nha, vì sự may mắn của Sam cho mọi người đó. Trời đất ơi, hôm nay may mắn quá trời luôn. Ui, quá trời kim cương rồi, xong còn không còn? Ồ, hết rồi, đây, mình đã thu thập được 10 viên kim cương, tổng cộng là 16 viên kim cương. Rồi, xong, bây giờ mình lên. Đây, bây giờ lên thôi, 16 viên là đủ rồi, về nhà thôi mọi người ơi. Không cần đào nhiều đâu mọi người ơi, trời ơi, quá trời kim cương rồi. Simang ơi, tôi tới rồi nè, có quá trời kim cương luôn, Simang ơi. Ủa, trời ơi, coi kìa, Simang còn ngồi đợi mình kìa, trời ơi, dễ thương dễ sợ. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, Sammy biết không, từ sáng trời. Giờ tôi đi kiếm Sammy quá trời quá đất luôn. Trời ơi, Sammy quá trời quá ông đất Phong luôn. Công nhận ra tôi luôn mọi người ơi, thấy giờ hai chị em y chang nhau luôn à. Để xem coi ông Phong có nhận ra đó là phải là nè, nè. Đó phải là tôi không, để coi nào, để coi ông làm gì. Nè, Phong nói cho Sam me nè, sáng ngày á Sam đi qua bên kia kìa, Sam thấy bên kia có cái chị kia, chị bán hoa ngày Tết á, có cái hoa trời này đẹp ơi, đẹp luôn, cho nên hôm nay Phong mua tặng cho Sam nè, nè Sam nhận đi, nhận đi. Trời không nhận ra tôi luôn rồi, để tôi bắn cái cung tên coi đó ông này. Thời sáng này á Phong nói sao bắn nè. Ui, đứng chốt chốt. Ủa cái gì ạ? Ủa gì ạ? Cái gì mới bắn người tôi ạ? Trời ơi đi Sam ơi, tôi nói Sam nghe nè. Hồi sáng ngay tự nhiên đầu tôi ngồi tôi suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Tôi suy nghĩ em đầu trời ơi, sao mà mình có lỗi với Sammy quá à? Tự nhiên mình qua nhà Sam xong mình ăn uống mình xả rác tùm lum la, tôi cảm thấy tôi rất là có lỗi luôn. Chính vì vậy cho nên hôm nay tôi đến đây để gọi là tặng cho Sammy một món quà để xin lỗi nè. Sammy nhắm mắt lại đi Sam. Nhắm mắt lại đi. Quà hả? Để xem qua này tặng gì ở tôi đó. Tuy đó không phải là tôi. Để coi. Ông tặng nhắm mắt lại rồi đúng không? Ok rồi. Cho tôi đúng không? Bây giờ tôi sẽ tặng cho Sammy một nụ hôn. Cái gì? Trời trời, nụ hôn. Không có được. Trời trời. Ê, ba. Báo cáo. Trời ơi, chạy báo cáo. Báo. Trời ơi, trời. Cái gì vậy? Trời đất ơi, trời ông nội kia. Trời đất ơi, ông quá trời rồi nha. Trời ơi, trời sao ông dám hôn xi măng hả? Hả? Cái gì xi măng? Ủa, khoan từ, ai mới là Sammy thiệt? Trời ơi, bây giờ chính mắt ông, chính người yêu ông không nhận ra tôi là ai hả? Trời ơi, cái đồ quá đáng. Trời ơi, ông còn định hôn xi măng luôn. Trời ơi, trời, tôi khổ quá mà. Tôi đâu có biết gì đâu. Tôi buồn quá mà. Trời ơi, tôi lạy đâu nè. Tôi không biết gì đâu. Trời ơi, trời ơi. Sao mày Hương à, Hương à. Cái gì mà Hương à? Ông, tôi mà không chạy ra kịp ha, có nghĩa là ông sẽ hôn xi măng rồi nha. Trời đất ơi, trời, kiểu này là trời ơi, tôi hận ông suốt cuộc đời luôn. Nghĩ sao vậy? Chính ông, nghĩ sao vậy? Ông là người tặng cho tôi con robot này, chính ra ông phải là người nhìn ra, nhìn ra rõ chứ. Thì sao bao giờ ông không nhận ra tôi hả? Nhưng mà ok, có thể là tôi nhầm, tôi xin lỗi, nhưng mà nó chỉ là con robot thôi mà. Sam ghen với robot luôn hả? Trời trời, thì ghen không quan trọng là biết con vấn đề là đó không phải là tôi, là tôi ghen hà. Bây giờ nó là cái đồ vật, quyển sách hay là quyển vở, hay là một cái ly nước, hay là một cái miếng bánh. Ông hôn người khác là tôi ghen rồi. Bây giờ ông nhắm mắt lại, tôi quay, ông nhắm mắt lại coi, để tôi bây giờ tôi kiểm tra y quy giùm coi. Rồi bây giờ chạy ông chồng. Rồi ok, để tôi chạy ông chồng ngoài đó, chạy ông chồng ngoài đó. Rồi, đứng yên nha, Simang, đứng yên nha. Rồi. Simang bây giờ cầm này đi, lúc nãy tôi cầm này nè. Đó, đưa tôi mua, đưa tôi mua. Coi ông Phong có nhận ra tôi không? Đó, đúng rồi. Rồi, bây giờ ông đoán xem ai mới là Sammy, ai mới là Simang nè. Đó, suy nghĩ đây. Ai? Để xem coi. Hồi nãy hình như là mình tặng bông hoa là tặng cho gọi là Simang đúng không? Simang là cầm bông hoa. À ha, đúng rồi nè, cầm bông hoa nè. Còn Sammy á, Sammy cầm cái cúp hồi nãy. À đúng rồi, hình như là thế. Đúng rồi. Rồi. Vậy là tôi biết rồi. Ai? Chắc chắn bên đây. Trời ơi, báo cáo. Trời ơi, chết. Trời ơi, tôi chung mày. Trời ơi, trời ông đạo. Cái gì? Tôi nói xong. Trời ơi. Tôi nói xong. Tôi buồn quá. Tôi tính nói rằng là bên đây không phải là Sammy, bên đây mới là Sammy. Tôi chưa kịp trời nói xong ơi, tôi ơi. Lương lẹo ông nghĩ sao vậy? Tôi không tin được. Hãy cho ông, thấy chưa? Ông làm sao mà để con vậy, xi măng nó đập ông luôn kìa. Trời ơi trời, cái đồ đáng ghét. Trời ơi, xi măng là lão. Mày quýnh tao.
Trả lời nó là robot của nó không được. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi, trời, thôi thôi, xi măng ơi, đừng quán ổng đó, quán ổng là trời ơi, tí động banh xác á xi măng. Trời ơi, trời khổ ghê hà. Tôi không tin. Đừng chơi mấy người tôi vậy. Cái gì bây giờ ông giỗi ngược lại tôi hả? Bây giờ ông muốn sao tới đây nói chuyện này, có ai ở đây nói chuyện? Con, tự nhiên ông ra gặp cái quýnh tao, quýnh như con kìa. Trời ơi, tặng tôi bông hoa mà không nhận, còn tặng cho xi măng á, bây giờ tôi không thèm, bây giờ ông tặng gì khác đi. Bây giờ ông tặng gì khác đi, sắp năm mới rồi, báo tặng gì về tôi đi, ông định tặng. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ tôi giỏi đó, bây giờ tôi giỏi, tôi ngước mặt lên trời giỏi ông á, không hiểu sao mà ông nhận ra đây là Sammy giả, Sammy thật mà nhìn không ra luôn á. Trời, tôi nhìn cái tôi ra liền luôn. Các bạn nào nhận ra ai là Sammy thật hay là Sammy giả hay không? Đừng quên comment bây giờ Sammy biết nha. Nếu các bạn đoán được là có nghĩa là các bạn còn hơn cả anh Phong đó mọi người ơi. Trời ơi, ông Phong hiểu này, trời ơi, thương thằng fan luôn mọi người. Trời ơi, buồn quá. Buồn quá trời luôn. Tôi buồn. Tôi khóc. Cái gì? Ôi, nín đi đừng khóc hả? Trời ơi, gì mà quá trời vậy? Thôi thôi, bây giờ tôi nghĩ này nha, bây giờ mà để hai con, để con người máy gì ta, xi măng này mà bên cạnh thế nào, có một ngày đó ông sẽ lầm lỡ, ông tưởng đây là tôi sao, ông lại gì ta, ông lại trao nụ hôn lầm lỡ sao? Bây giờ thôi, bây giờ tôi nghĩ chắc là để tôi tự dọn dẹp nhà, không cần robot này đâu. Tôi nghĩ là chính đôi tay tôi làm việc nó tốt hơn, thay vì dựa vào một con robot kiểu này là tôi bị dựa dẫm, hiểu không? Không ngờ là gia tướng chúng ta không nên dựa dẫm một ai khác, đúng không mấy bạn? Đúng không? Bây giờ tụi mình phải gì ta, sắp lên Tết rồi tụi mình phải dọn dẹp, hiểu không? Dọn dẹp giúp ba mẹ nè, sắp đến Tết rồi, có bạn nào phụ giúp cha mẹ gọi là dọn Tết không? Đừng quên các bạn biết sao biết nha, chứ bạn nào không có làm là mấy bạn là trẻ em hư nha. Trẻ em ngon là sao phải phụ giúp cha mẹ vào ngày Tết nha mọi người. Đó, bây giờ thôi, tôi không lấy con robot này đâu, tôi sẽ tự dọn dẹp thôi, được không? Ừ. Trời gì vậy? Sammy nói vậy đúng rồi đó. Bây giờ là Sammy không nên gọi là dựa dẫm vào con robot này quá. Sammy hiểu không? Hiểu rồi, bây giờ tôi hiểu rồi nè. Thôi bây giờ ông cất robot này đi. Đó, cất đi chứ để này là gì? Cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Ông đừng có gì ta bắn mấy con robot này, tội lắm, hiểu không? Ý tôi là vậy á. Đó, chứ tôi biết nói sao nữa. Vậy là không cho bắn nó đúng không? Đúng rồi, cất đi, tội nghiệp quá. Thôi được không? Được không? Ừ. Ok. Được thôi rồi. Bây giờ đứng đây chờ cái bạn này mệt quá, không biết làm sao, nó khổ ghê. Đứng đây chờ cái bạn nè. Đó, ngày cuối nè Phong ơi. Rồi đứng đây đây. Chờ làm việc với bạn nè Phong okay. Ơi, tới đây. Đứng đây đây. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Tôi nói là không có tiêu diệt mà ông này kỳ ghê luôn á. Đâu rồi. Tôi có tiêu diệt cái robot đâu, tính ra cây súng này là để tôi cất nó vô á. Trời ơi, trời thôi đúng không mọi người, trên đời là chỉ có một Sammy duy nhất và trên đời là chỉ có một Phong duy nhất, và chúng ta không nên là gì ta nhân bạn ra những phiên bản khác nhau, tại vì chỉ có phiên bản của mình là tuyệt vời nhất, đẹp nhất, đúng không mấy bạn? Đó, đối với bạn thì Sammy gọi là quên Sammy và Simon. Bạn thích nhân vật nào hơn đừng quên comment vì dễ sao biết nha. Như tôi là trời ơi, tôi sắp là gì ta quấn ghen luôn mọi người ơi. Trời ơi, trời quá là đáng sợ luôn. Đó, thì ok, cảm ơn mọi người đã share hết clip này. Nếu có thích video này thì cho sao một like, share, comment đừng quên subscribe cho tất cả thành viên trong hai tuần nha. Và nếu các bạn thương sao hơn nữa thì sao nè? Thì sao để coi ông nhớ cái câu slogan của tôi không? Nó nếu thương tôi thì nếu sao? Nếu bạn thương sao mà ngỡ thì bạn đừng quên lại nhấn vào nút subscribe, like, share, đăng ký kênh YouTube và sau đó nhấp vào trong quảng cáo để Sammy có mì gói ăn nha mấy bạn. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn mọi người. Đó y chang luôn. Thì ok, tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn gặp lại. Bye bye mọi người nha. Happy New Year. Trời ơi, trời đâu ra. Đâu ra mì vậy? Happy New Year. Bye bye.